Hello, Thông Phạm Cuộc Sống Mỹ xin chào các bạn. Hôm nay là buổi chiều ngày thứ hai nè, ngày 4 tháng 4, 2022. Mình đang kho thịt với trứng. Bây giờ là chị mình chỉ có mới cho thịt với lại trứng với nước dừa vô để kho thôi. Khoảng 20 phút sau mình mới cho nước mắm vô. Đó, 20 phút sau mới cho nước mắm. Giờ mình vớt cho hết cái bọt dơ. Rồi mình bỏ ra kho như vậy thì thịt nó mới ngon. Rồi mình kho trong vòng ít nhất là 2 tiếng hoặc là 3 tiếng đồng hồ thì cái thịt nó trong lại nó mới ngon. Đó, ấy là thịt mình cắt cục cục như này đó cho mấy đứa nhỏ nó dễ ăn. Đây là mình nấu theo cái khẩu vị của gia đình mình nha các bạn. Các bạn nếu ai yêu thích đó thì đăng bấm nút đăng ký và chia sẻ cho nhiều người cùng xem nha. Bây giờ mình cứ để lửa riu vậy đó, trong vòng nửa tiếng mình cho nước mắm thịt. Hồi nãy giờ mình đã kho hồi nãy giờ cũng hơn nửa tiếng đồng hồ rồi, mình vớt mấy cái bọt sạch sẽ luôn vẫn trong. Bây giờ thì mình cho hơn nửa chén nước mắm vô, tại nhà của mình không có ăn mặn nên là mình chỉ cho hơn nửa chén thôi nước mắm đây. Đó, giờ mình cho vô. Mình đã cho nước mắm vô rồi, bây giờ nó sôi trở lại. Giờ mình để đây trong vòng khoảng 1 tiếng rưỡi nữa, tới 2 tiếng. Cái lệ lửa riu riu vậy đó. Là mình làm cái gì thì mình cứ làm đi. Từ thịt nó trong lại là mình mới nêm nếm lại. Thịt mình kho nãy giờ được 20 phút. Rồi cho nước mắm vô rồi. Bây giờ mình cho thêm một miếng hành tím nhỏ nhỏ cho nó thơm. Với 3 tép tỏi mình đập dập để cho nó thơm. Mình cũng đã có cái cách kho thịt lúc trước là không có tỏi, không có hành. Mình là người miền Tây, là cũng là người miền Nam, sống ở Sài Gòn. Thành ra mình kho thịt theo kiểu của người miền Nam. Giờ mình hớt bọt nè. Thịt mình kho là không có cho nước màu nha các bạn. Mình cứ kho vậy đó, cho tới 1-2 tiếng đồng hồ thì cái nước thịt nó sẽ lên màu rất là đẹp, lên cái màu cánh gián đó, rất là đẹp luôn. Thì ra mình cứ để tự nhiên cho nó lên màu chứ đừng cho nước màu. Nếu các bạn mà cho nước màu vô kia mình kho càng lâu đó thì thịt nó đen thù lùi à. Ăn nhìn thấy ghê lắm. Kho vậy thì bảo đảm an toàn. Rồi mình ăn tới đâu á, mình múc ra một cái nồi nhỏ mình hâm tới đó, còn bao nhiêu mình để trong tủ lạnh. Tại mình cũng có một người bạn người ta bán cơm ở Sài Gòn đó, người ta cũng kho thịt rồi người ta múc ra vô cái thau nhỏ nhỏ gì đó cho khách chị nào ăn thì họ hâm lại, chứ họ không có hâm nguyên một cái nồi. Mình mà hâm tới hâm lui hâm xuôi hâm ngược đó thì nó rất là mặn, chứ nó xuống màu nhìn nó đen không có ngon. Đây là cái nồi thịt mà mình kho được 1 tiếng rưỡi mà mình mới nêm thử đó, chỉ có nước dừa thôi mà cảm thấy rất là vừa ăn với nước mắm, chưa có thêm đường, chưa có cho bột nêm hay là bột ngọt gì vô hết mà nó đã ngon như vậy rồi. Nhờ cái ngọt của chất thịt nó ra đó, thì mình cứ tiếp tục mình kho nữa, chắc mình phải kho tới 2 tiếng rưỡi cái nồi thịt này nó mới hoàn thành. Khi nào mình cảm thấy cái màu nó sậm xuống một chút nữa thì mình mới nêm nếm lại. Mong các bạn chờ mình nha. Hello các bạn, cái nồi thịt nãy mình kho coi như là được là 2 tiếng rồi. Mình nêm mình thấy nó cũng chưa vừa lắm, bây giờ mình cho thêm một chút đường với bột nêm vô trong này. Đó. Rồi mình để thêm khoảng nửa tiếng đồng hồ nữa là thịt nó ok. Đó. Giờ cái màu nó xuống, cái màu rất là đẹp, cả nhà thấy cái màu rất là đẹp đó. Mình coi thêm nửa tiếng nữa nó bỏ ra cái màu rất là đẹp luôn. Vậy mình để đây, mình coi tiếp tục từ từ kho thịt là không có cần phải gấp, thịt nó mới ngon, nó mới mềm.
Thì mình ăn với dưa giá hoặc là dưa cải. Rau sống cũng rất là ngon luôn. Mình đang nấu ở ngoài trời. Thơm, có mùi nước mắm rất là thơm. Đây nồi thịt kho trứng của mình đã kho được 2 tiếng rưỡi rồi, bây giờ là đã được rồi. Bây giờ mình tắt lửa mình đem vô. Đó, để dành ăn từ từ. Rất là ngon luôn. Mình nêm nếm với khẩu vị của gia đình nha cả nhà, cả các bạn. Có một nồi thịt kho đậm đà hương vị quê hương. Chúc các bạn có món thịt ngon tuyệt cho gia đình của mình nha. Video của mình xin tạm dừng nơi đây và hẹn chúc các bạn một ngày vui vẻ, nhiều hạnh phúc. Và hẹn gặp lại trong những video kỳ tới. Xin chào tạm biệt. Bye bye.